chủ nhật biết làm gì, đi uống cà phê về lấy đồ ra dọn trước hai cây. Bán cho anh em nha. Cứ như là bán ba món bánh xài đi. Đây cái kéo hôm qua nhầm mã nha, hôm qua nhầm cái mã số 9 á, 789, thêm cây này 9 nữa nó hơi bị nhầm. Thép carbon thì nó hao nước nha. Rồi ha, mã số 9 đẹp 300. Một cái vũ Shinto nè. Cái vũ Shinto nè, cái vũ này vũ này vũ sắt nè. Này vũ sắt luôn, mình vũ thô. Thì người ta nói lấy vũ gỗ thì cứ vũ. Vũ được mà. Còn cái này bản chất của nó là vũ sắt cái này. Cái Shinto này bán giá 200 ngàn nha. Vũ hai mặt nè, Shinto giá 200k. Đây mình đang vệ sinh, đang vệ sinh cành cạp, trông rất là đẹp. Sơ dầu vô nó nhẹ nhàng. Anh em nào mua cái cây cạp này thì bán nha. Cái này cái cạp tròn thì rất là hiếm trên thị trường ha. Miệng thì rất là đẹp nha, trà sơ nè. Thử miếng gỗ khô bể bỏ. Tôi không dám cạp. Rồi anh em nghệ nhân nào muốn mua cái này thì mua ha, đi cũng ok, chỉ lâu dầu thôi. Cho nên nó có khắc cái chữ gì nè. Đó. Cái cạp này kích thước nhiêu ta, nói chung làm chơi thôi anh em, vô nghe thôi. Cái dài gần 22 cm ha, 21.5 nè, 20.5, 21.5 nè, 21.5 này. Đo lên miệng nè ha. Rồi, cái gì đi. Đó, đúng là 21.5. 21.5. Cách tròn. Rồi, bán 550. Còn zin nha, nút zin nè, nút chưa bị mài đâu. Nó bị mài thì nó sẽ bị, nếu mà nó mài á, thì nó sẽ bị lủng vô nha. Còn cái nút nó còn nguyên si, rồi cái nút nó chưa mài. Cặp tròn thì rất là đắt. Trong dàn bonsai không có cây nào mà nó đắt bằng cây cặp tròn hết. Đây cây cặp xé, cây cắt kẽm 20 nè. Kẽm rất là to dày ha.
rất là dày nặng tròn cán. Cây này là thường những cái cây cắt kẽm này, cái miệng nó rất là đẹp nha. Nó không có bị mẻ. Cái này nó dơ nha anh em, nó dơ với lại em zoom nó to lên anh em thấy nó giống như rổ xét nhưng mà thực không có đâu, tại vì mình chưa có vệ sinh sơ sơ. Mà anh em lấy cái mặt chả anh em chà cho nó sạch à. Này là cắt kẽm bonsai, cái thép nó rất là ghê nha. Cái này là giống như là cái đường mà lúc mà nó ghép với hai cái miếng thép lại á, nó có cái thẹo, chứ còn miệng mồm nó thì rất là đẹp rồi, nó đâu có mẻ. Nói cây này cây đặc nữa, cây này cây lực rất là lực, nhất là nó tán chốc kìm nè, thứ hai là cái kìm đặc nè. Rồi luôn á, anh em mà mua mua hai cây á thì 1 triệu nha, bán giá ăn Tết nè, hai cây luôn là 1 triệu, còn mua lẻ thì 600 và 500 nha. 600 là cái cặp tròn là rẻ đó. Rồi hôm nay chỉ thế thôi, ưu tiên cho anh em nào mua 1 cặp ha, chuyển khoản.